khô héo. Nước đất hết rồi anh ơi. Không mấy tới xới lên mưa cái là nè, đất dày ra mà nước nào thấm vô nó. Không mưa thì mình tưới nó không sao. Xin chào ngày mới quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em nhỏ đang theo dõi trên Cuộc Sống Miệt Vườn nha. Cả nhà, chứ vợ chồng của cải mắc cười quá. Hôm nay hai vợ chồng mình ra thu hoạch luôn. Nhổ hết luôn. Chứ nó có bự được nữa đâu. Nhổ xong thì phơi đất làm lại trồng cái khác. Cải không giờ chồng không có củ nào ra hụt nha. Ấm nhấm đúng nhờ. Nhớ mấy đợt trước chồng cũng cải không? Nhìn đã không? Mình chỉ giờ chồng không ra hụt. Bự ghê không? Môn đợt này bự quá trời bự rồi. Tốt. Mưa cái đó tốt anh hả? À? Phải. Nằm ngay trong cái vòi nước xả ra. Nó được tưới đầy đủ nước á. Đây, có một em. Ái ra, vô tình để con gạch chết rồi. Ba bè đủ ăn. Ba bè đủ ăn hai đứa. Hôm nay cũng ngon. Ủa hình như mẹ cũng có về á anh. Mẹ về không? Có, mẹ nói mẹ ghé gì chín xíu rồi mẹ về. Hôm qua mẹ đi đọc đi hái lá é đem về giết cho dì chín. Hỏi Ngọc Sơn coi dì chín ăn lá không. Lá ăn. Mình bụi lá é ăn nhiều quá không biết ăn món gì nữa. Sợ mốt đổi kênh thành kênh Cuộc Sống Lé như có bạn kia nói nè, thôi đi Cuộc Sống Lé đem đi cho. Nhìn của cải mắc cười quá. Ôi thiệt, đâu phải trồng rau là dễ đâu, đâu phải bỏ xuống cái là tự nó lớn, tự nó đẹp, tự nó bự đâu, phải chăm sóc nó. Đây là điển hình không chăm sóc nó. Có mà anh cũng tưới thường xuyên mà. Không nằm chăm sóc đầy đủ, phải có điều kiện, phải có phân thuốc. Mình trồng cái đợt này là ngay cái đợt mà mình giảm lương thực của nó cho nó vậy nè. Nhớ mấy đợt trước mình trồng củ cải không? Ừ, đợt nó bị lớn vậy nè, trắng nõn. Cái đợt đó là nó có một sự chăm sóc đặc biệt. Không, mấy này bỏ luôn với lại gì nhiều với này bỏ luôn. Không biết ăn được không biết đây nè. Được. Ăn thì được thôi, ý là cái giao diện nó hơi xấu thôi. Nhưng mà cái hệ điều hành ăn được không? Được. Cái Face ID nó hơi xấu á. Cái này mình hầm ăn. Ba củ cà gót chắc không được, cũng không xong quá. Được, cà gót có hả anh? Ủa em tưởng quay trắng không chứ. Cà gót á, cái bên đó. Nhưng mà nó chưa ra củ. Cái con quay trắng này nhìn giao diện giống như củ mì vậy. Vỏ nó quá gỗ luôn nè. Thôi ăn không được. Mình đó anh có đi thu hoạch mì không anh? Có. Dạ, ở đâu cũng trồng mì nha. Ở dưới gì chính đó. Dưới nhà đó nhà có trồng nè. Trồng xong cái cuốc lên. Giờ không có trồng mì nữa. Mì trồng nó cũng dễ thôi. Ừ, tại do đất ở đây nó cứng quá. Rồi cái nữa mình nhổ lên cái nó hư đất. Em lặt đậu đi hết nè. Ừ. Dạo này tính định nuôi rau dài. Để chuẩn bị cạo á. Là
Để giờ ốm á, để gâu giống như là đầu lâu. Xin chào các bạn. Để nấu được món cá rô này, đầu tiên chúng ta phải có cá rô. Giống mấy chương trình nấu ăn. Quá hay. Này mình sẽ kho cá rô, hoặc mình sẽ để rô ôm á. Và hồi đợt mình nấu mình để rau ôm ăn cũng ngon cũng thơm, cho nên mình sẽ để rau ôm, hoặc mình để rau ôm hồi chạy ra cắt miếng rau ôm, quên cắt này, cắt để rau ôm, cho nên mình sẽ để hành tím và ớt, không để hành lá, nước màu, bột ngọt, một tí đường. Anh để nêm thường thường anh kho mấy nhỏ nhỏ gì là nêm phát màu là lụm luôn á, tại vì nêm lần thứ hai nữa là chất quất. Đó. Xíu vậy thôi. Cá rô đồng. Cá rô đồng kho rau ôm hả anh? Ừ. Kho lạc á. Thì hồi thì anh sẽ để rau ôm vô, thay vì anh để hành lá thì anh sẽ để rau ôm vô. Rồi mình chấm rau mình ăn. Hồi chạy ra cắt mớ xà lách đi, nãy quên cắt xà lách. Nãy dự định là ăn 3 món thôi. Cá kho, tép ga, tép xào và một món canh, canh củ á. Cái hồi thôi mình nói để thôi, hồi còn miếng rau muống ở trong kìa, cắt miếng salad nữa, mình làm được thêm món rau sống. Cho miếng nước vô đây. Này mình kho lạc á, mình phải kho nhiều nước chút xíu. Kho xíu hồi nó thấm xuống là được, sắc xuống là được. Nhà có trồng rau là quên gì chạy ra hái cái nhà. Đất còn ướt gì mà trời nắng mà vẫn còn bị héo. Hái vô thôi, mình chấm cá mình nè. Vài cọng. Chặt tủ lạnh nè, hết chỗ để. Trời ơi. Ba cái này nó héo queo rồi. Cải bẹ dúng. Vô hôm bữa mình trồng, nay nó bắt rễ rồi. Cái này hồi trước mình trồng bên kia. Bên chỗ mình trồng kiểng á. Xong rồi giờ trồng kiểng rồi, không có trồng gần nữa. Tại do kiểng mình xịt thuốc thường á. Kiển anh từng xịt lần. Gôm này nó muốn lai gôm tía, gôm trắng. Cộng với tía tía. Mưa mới mấy bữa mà cỏ mọc rồi ha. Đất chỗ trồng cái cây xanh hôm bữa. Nóng hổi luôn á, dưới đây nóng hổi luôn nè. Đút ngón tay ở đây còn nóng mà. Cây nào chưa nói. Mùa giải tới là giờ đi đâu mình cũng thấy người ta bán giải hết trơn. Ngon lắm anh, ăn thử thì cháy nè. Có sâu không? Không có sâu, em coi nè. Chua. Nè, nó màu nó hơi màu ngà ngà vậy là chưa có chín lắm ha. Ừ. Em mua loại trái màu đỏ. Đỏ ẩn luôn, đỏ ẩn thì em lại sợ sâu á. Tại vì em mua cái gần gần tới à. Chua quá. Thường á, thì cái bông ngọt này mình xào á, mình không có gọt vỏ. Ở trường hợp này thì nó bự quá, không để gọt vỏ thì hồi mình sẽ cắn nó bị dai á, nên mình sẽ vỏ mình chẻ nó ra, mình vỏ ăn ra thì mềm hơn. Sáng đi chợ không có thấy mua cọng rau cái củ nào hết trơn, mình về nhấp rau củ cho nha. Hồi nhà mình đại lý mà anh, ít bữa bỏ sỉ vô chợ vậy.
tại sao mình với Thiên cưới nhau không? Do hai đứa ảo tưởng như nhau. Tưởng không ai bằng. Hai đứa chạy ngang cái đất nào ta bán. Mua đi, mua đi. Này mua được. Mua đi. Nhà này nhà mình nè. Mà trong đây, mà trong túi hai đứa quá gắt. Cái đó người ta gọi là tính phát tín hiệu ra vũ trụ. Ủa thường củ cải mình để mấy ngày nó mới xốp chứ sao ở ngoài cây gì mà cũng xốp. Tại nó không được xốp. Nè, nó bị khô khô trong này không? Dạ nó cũng muốn tiêu rồi. Ừ. Chúng là đợt này hay thất bại. Không sao, làm lại từ đầu. Có chí ác làm lên. Còn đây là cá rô kho, rau ôm. Thơm lắm đó cả nhà. Thay vì mình bỏ hành lá thì mình bỏ rau ôm. Rồi, món thứ hai. Giờ đi xào nó ra món thứ ba. Rồi xong. Tắt bếp. Thêm tí nước á, xào cho nó mềm mềm cái môn ra dễ. Lẹ, mình không thêm cũng được. Nhưng mà xào lưỡi hơi nhỏ nhỏ xíu. Để không bị khét. Môn nó hơi lâu. Chứ môn hồi nó cũng ra nước á, nhưng mà ra ít thôi chứ không ra nhiều. Thơm quá nè, miếng ngấm vô tép á. Cái gì vậy chứ đừng hỏi nó kẹt nó hết. Cơm đĩa đủ món rồi. Này rất là rất dài rất nhiều miếng tiêu lên mặt thơm ngon trời vị cá trứng ngon vậy em có không anh có múc cá bự em múc cái nhỏ xíu vậy ây da đây để em múc cá mập này lên. Cá mập ôi không được nói vậy à. Ăn ăn cái gô nó cá mập. Ngon lắm nha. Thơm ngon trọng vị. Chúc quý khách ngon miệng. Được. Enjoy your meal. Ghê, trời này nói tiếng Anh luôn. Đang vỗ tay không? Vỗ tay ghê trời, nó nói tiếng Anh luôn. Không vỗ tay gì, cổ vũ cái chân. Bộ quá hay luôn. Đỉnh cao luôn. Thì do cho mèo. Số 1 ngôn ngữ luôn. Rồi mà cả nhà ăn cơm nha. Mà cả nhà ăn cơm trưa cùng hai vợ chồng mình nha. Cái này đựng xương. Wow. Nhiều món quá, biết ăn món gì? Ăn món này trước. Món cơm trước. Cũng nó ngọt. Thử đây. Bất ngờ luôn. Ủa nó lớn vậy, cái nó ngọt vậy ta? Bình thường đâu ngọt vậy. Ừ, nó ăn trước thôi, đâu ngọt. Ngọt ngọt quá à. Anh đâu có bỏ gì đâu. Không có đường, không có, chỉ bỏ một xíu bột ngọt với xíu nước mắm. Vậy xong á. Hay là anh lọc vỏ ra không? Không. Sao ngọt vậy ta? Còn hết hồn luôn á. Ừ. Ăn rồi hết hồn mà. Giật mình. Ăn thử củ cải chồng à. Củ cải chồng hả? Ngon.
Chờ không. Ủa gì không? Em miếng anh. Ủa con sơ không kỳ vậy? Ủa cái này lấy nước rồi anh ơi. Ăn được nhưng mà nó hơi kiểu như sơ sơ ngộ. Của cái vỏ. Cái thơm nó thơm đúng không? Ba đồ gao được ha. À có bẻ dúng nữa anh. Đậm vị hơn. Đúng không? Cứ chua ngon. Đâu đều dúng nữa ta. Nó mà dúng đó. Cái gô ăn ngon mà xương nhiều. Ủa, nó đợt này bẻ giống nó bên nồng ta. Dễ già đó. Nồng không? Hơi nồng. Mà phải lấy. Bẻ già đó. Chậm lâu lắm mà. Bình thường em nhớ ngọt lắm. Đúng không? Không nằm đâu. Hay là tùy cây của em. Sao? Hơi nằm à? Thì nó hơi hơi á. Kiểu hơi hơi. Bị thiếu phân á, cái nó bị cằn á, cái nhỏ nhỏ tưởng đâu chưa lớn. Chưa lớn. Tới chuyện nó lớn lên nó già.